Sáng nay, ngày 5 tháng 6, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo hiểm y tế toàn dân tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. So với giai đoạn trước, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh qua từng năm, việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia cơ bản thực hiện đúng lộ trình. Tính đến tháng 3 năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 1 triệu 400 ngàn người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là 92,8%. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ bản đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chi trả kịp thời cho người hưởng và thanh quyết toán với các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng quy định. Tại buổi giám sát, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, giải trình một số nội dung mà đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân đặt ra như khó khăn trong quyết toán bảo hiểm y tế, quy định khám tối đa 65 lượt một bàn khám một ngày, chỉ định điều trị nội trú đối với các trường hợp bệnh thông thường và những tồn tại hạn chế trong quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị thời gian tới, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Sở Y tế kiểm tra hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ thanh quyết toán bảo hiểm y tế cho các đơn vị, tăng cường kiểm tra xử lý theo thẩm quyền đối với những tồn tại vi phạm liên quan đến bảo hiểm y tế, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những tồn tại khó khăn trong ngành, xử lý nợ động bảo hiểm y tế năm 2018-2019, phương thức đấu thầu thuốc,